Bây giờ chúng ta vào lấy cái link để chúng ta chia sẻ nhé anh chị ạ. Cái link đó ở đây là anh chị này, chính là cái chỗ mà cái đấy 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 đấy, chúng ta được cấp một cái trang web này này. Chúng ta kích nó vào đây, đúng chưa? Kích vào đây hay không? Tuyệt vời rồi đúng không? Nghe cơ hội ở trên thấy tuyệt vời rồi đó, kích vào đó nhá. Ok đó, thế anh chị này, ở trong này ấy, nó có những cái trang web để cho người ta cái đường link để người ta kích vào người ta mua sản phẩm nhá. Và như đây này anh chị kích vào, nhưng mà đây này cái trang này này nhá anh chị, có gì này, tôi thì không biết tiếng Anh lắm nhưng anh chị có cái nhìn cái chữ là live good đây này đấy, to con gì đấy, to con gì sao ấy đấy đúng không? Tôi thì cứ bố ba nó cứ chỉ nói như thế thôi. Chị kích vào đây nhá, đấy nhìn nhá, chú ý nhá, đây cái link này là anh chị giải đi bất kỳ đâu trên thế giới, bất như kể những cái trang nào, những cái group nào mà các anh chị biết đến, các anh chị có thể đưa nó vào đây. Các anh chị thấy họ đưa những cái link của họ và các anh chị cũng đã đăng ký trở thành thành viên của họ rất là nhiều đúng không? Thế tại sao mình không đưa vào đây? Mình không lấy cái này để mình kiếm tiền đúng không? Mình gửi những cái link này cho những người bạn của mình, những người tôi còn gửi cho cả những cái trang web, những cái group bằng Telegram ở trên thế giới cả. Và tôi bây giờ cũng đang là gọi là ác quỷ, admin của một cái trang Telegram ở trên thế giới mà quý vị đã được, cũng có sẽ có mặt ở trên đó đó. Đấy. Tôi chia sẻ trên đấy và sắp tới tôi cũng sẽ làm những cái video chia sẻ đấy, và tôi tuyển người ở khắp thế giới tại ở trên đó. Quý vị hiểu không ạ? Kích vào đây. Và quý vị copy nó nhá, copy nhớ nhá, copy nó và dán vào gửi đi, hiểu chưa? Nhưng quý vị cũng phải nhớ nhá, gửi đi như vậy, và cũng phải dặn họ là kích ra tiếng Việt đúng không ạ? Kích ra tiếng Việt, và khi đăng ký vào đấy thì viết cái tên ấy đây này, đây. Ví dụ tôi làm thử luôn nhá, đây anh chị chú ý này. Đấy. Kích vào đây. Kích vào đây, đúng chưa? Nó sẽ ra cái gì đây? Ô, hay chưa? Đấy, đúng không? Thì kích nó vào chỗ này, tiếng Việt nó đây này. Đấy, 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 thấy chưa? Đây này. Đó, kích vào đấy, ra tiếng Việt đúng chưa? Thế thì bây giờ tiếp nữa thì chúng ta mới nhìn thế nào? Chúng ta kéo đây đấy, đặt vị trí của bạn hôm nay, có phải là chúng ta cũng đã làm như này không? Nhưng mà nhớ anh chị rằng nhá, anh chị phải 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 chú ý là cái này này, cái họ tên này anh chị viết nó là in nhá, in hoa không dấu nhá, nhớ là viết chữ in hoa không dấu, bởi vì khi vào cái trang của nước ngoài mà chúng ta viết chữ không phải in mà lại có dấu nữa là khi mà nó dịch ra là nó cứ sai hết họ với tên của mình đi, anh chị hiểu không ạ? Viết in hoa không dấu, giống như là ở những cái mà ngân hàng cái nổ yêu cầu anh chị viết thì cũng đều chữ in hoa không dấu đấy anh chị, rồi à? Cái Gmail này đây, gắn vào đây, và cái Gmail này là cái Gmail mà anh chị phải đang hoạt động được nhá, nếu chưa có anh chị lập Gmail đó. Và khi anh chị đăng ký xong đặt tôi vị trí này thì anh chị phải quay về chính cái Gmail của mình ấy, thì có Liverpool người ta gửi đến cho mình, khi anh chị kích vào cái là nó gửi về ngay cho anh chị, để anh chị vào cái trang web ở trong đó dành cho những người đăng ký free, đăng ký mà chưa kích hoạt 50 đô thì anh chị vào đó đó, ở trong cái mail đó, tức là họ cấp cho mình một cái đường link, anh chị hiểu rõ chưa? Thì anh chị không thấy, anh chị có thể tìm trong cái mục thư rác ấy. Đấy, nó rất hay nằm ở những cái mục đó, tại vì nó là một cái mục thư lạ đến mà, thì nó hay nằm ở cái mục thư rác đó, và anh chị kích nó vào đó. Thế là khi anh chị kích vào đó cái thì bắt đầu anh chị chỉ đánh cái mail vào thì là bắt đầu nó ra ngay cái trang web để cho các anh chị, và các anh chị tìm hiểu ở đó, tìm hiểu ở đó, cứ tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu tìm hiểu đi đúng không ạ? Đấy, thế thì bắt đầu là tìm hiểu đi, thì bắt đầu là lúc mà các anh chị thật sự thích rồi thì các anh chị phải nhớ rằng là khi các anh chị còn đang tìm hiểu, tìm 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 hiểu rồi thì trên thế giới người ta cũng đang vào rất nhiều ở trong này, người ta vào đó, và anh chị mới thấy rằng là chúng ta còn đang suy nghĩ thì thế giới đã đang làm và đang làm việc rồi,
Đúng không ạ? Thế thì lúc đó anh chị phải nhớ rằng là cái ngày chốt sổ của doanh nghiệp là cứ thứ năm hàng tuần là họ sẽ chốt lại để cái có cái thu nhập tuần sau phát thưởng, phát hoa hồng cho những người năng động và những người tham gia vào hệ thống phát triển liên kết cùng với doanh nghiệp. Thì khi vào đó thì anh chị sẽ đọc hết và nhớ là anh chị đã quyết tâm làm thì nâng cấp trước ngày thứ năm đó. Thì toàn bộ những người đấy, tôi giải thích tại sao, bây giờ tôi giải thích tại sao nhá, đây không lại các anh chị rất nhiều người không hiểu, đây là ví dụ đây này đấy. Thì khi các anh chị đang nâng cấp vào một cái thì có anh chị ở đây này đấy, yêu là chúng ta đúng không, thế có những người tiếp tục đấy. Anh chị nhìn thấy ở trong cái cây đó, anh chị nhìn thấy sang bên tay trái màn hình ấy, cờ của các nước người ta vào từng giây ấy, nhưng mà họ sau anh chị đó, và anh chị vào cái ma trận của anh chị nhìn thấy họ sau mình hết. Nhưng lại có những người là đỏ, có những người trắng, có người đỏ, có người trắng. Những người đỏ là những người họ đã nâng cấp 50 đô rồi, nhưng họ vẫn đang ở dưới doanh nghiệp của các anh chị, họ đang ở dưới hết. Nhưng đến thứ năm, các anh chị có 5.000, 3.000, 4.000, 10.000 mà anh chị không nâng cấp, thì cái những người này này những cái người mà người ta nâng cấp đủ ấy thì họ sẽ vượt qua anh chị, họ lên trên này luôn. Đấy, họ sẽ vượt qua anh chị, họ lên hết. Và họ sẽ lại đứng trước anh chị, và anh chị ở sau họ hoàn toàn. Anh chị hiểu chưa? Nhưng mà những người mà chưa nâng cấp thì đương nhiên họ vẫn dưới anh chị. Mà anh chị thấy thiệt không? Anh chị thấy thiệt không? Những người năng động đó là những người giỏi hơn mình, vậy sao mình không tuyển họ vào doanh nghiệp mà mình lại để họ trên đầu mình, dẫn đầu mình? Sau này mình hiểu ra, cuối cùng mình lại làm việc kiếm tiền cho họ. Anh chị có thấy thiệt thòi không? Quá thiệt thòi anh chị ạ. Đó, cho nên anh chị phải hiểu là như vậy. Thế còn nếu như anh chị mà lại nâng cấp trước cái thứ năm thì tất cả cái hệ thống này, những người ở đâu, ở các nước các, đều là nằm trong cái ma trận kiếm tiền sau này của anh chị. Họ có thể chưa vào cái tháng này với anh chị đâu, bởi vì hệ thống nó ma trận nó chưa lấp tới. Nhưng mà những tháng sau nữa, những cái người của họ giới thiệu ra ấy, những người của họ, con cháu, gọi là con cháu của họ đấy, giới thiệu ra, nó sẽ nằm trong cái ma trận kiếm tiền của anh chị. Đó. Và cái đó là cái cam kết của doanh nghiệp, để làm sao anh chị chỉ cần là thành viên thôi, ngồi đấy thôi, nhìn người khác làm thôi mà anh chị có thu nhập. Tất nhiên thu nhập nó chỉ ở mức hạn chế thôi, nó chỉ đến 2.000 đô thôi nhá, không có hơn. Có hơn là khi nào anh chị tuyến được những F1 cho mình, chia sẻ đến những người bạn của mình, lúc đó anh chị lên cấp. Ví dụ chỉ cần 2 người thôi, anh chị chỉ cần chia sẻ được cho 2 người bạn của mình thôi. Đó. Đây này, ví dụ anh chị chỉ cần chia sẻ được cho 2 người bạn của mình thôi. Như thế này thôi này. Đó, 2 người bạn của mình cũng như mình. Đấy. Biết được đến doanh nghiệp. Đúng không ạ? Biết được đến doanh nghiệp. Và làm sao? Anh chị có cái tiền hoa hồng trực tiếp đó là 25 đô. Đó. Họ nâng cấp 50 đô thì anh chị được 25 đô. Vào thứ năm tuần sau anh chị được lĩnh thưởng, lĩnh hoa hồng đó. Và có một người bạn nữa thì anh chị cũng được 50% là 25 đô nữa. Vậy là anh chị đã trở thành một cái người mà đăng ký, trở thành thành viên mà nó là bằng 0 đồng đúng không ạ anh chị? Nó bằng 0 đồng, chỉ cần chia sẻ cho 2 người bạn của mình ở bất kỳ đâu trên thế giới. Cái tiền đó là tiền doanh nghiệp người ta chia lại cho chúng ta. Đó. Và những cái người bạn của họ sau này họ phát triển, họ phát triển. Và những cái người ở bên trên họ lấp xuống, trong ma trận họ lấp xuống, là anh chị đã trở thành gì ạ? Trở thành có rất nhiều thu nhập ở đây. Vậy anh chị còn ngần ngại gì nữa mà không học đi, không vào tìm hiểu cho nó sâu vào, không biết thì hiểu hỏi tôi, đúng chưa? Hiểu chưa anh chị?
Và làm sao? Nói với người bạn của mình, tao có một cơ hội tuyệt vời cho mày, đúng không? Mày chỉ cứ kích vào đấy mày tìm hiểu đi, còn làm hay không là việc của mày, tao không quan tâm. Đăng ký hay không là việc của mày, hiểu chưa? Và join họ vào group này, họ sẽ được nghe, họ sẽ được thấy mọi người làm và họ chắc chắn sẽ tham gia. Anh chị hiểu chưa? Ok, cảm ơn anh chị. Cảm ơn anh chị đã nhá.